AstraZeneca rút đơn xin phê duyệt vaccine ở Thụy Sĩ do giới hạn độ tuổi. Người dân Ukraine xuống đường biểu tình phản đối việc tiêm chủng bắt buộc. Doanh nghiệp khai thác than của Mỹ sắp bán hết hàng cho cả năm 2022. Hầm tàu điện ngầm số 19 của Bắc Kinh bị sập trước phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Ý đình chỉ 3 dự án do Trung Quốc tài trợ, thay đổi lập trường thân Bắc Kinh. Bắc Kinh nói Mỹ đang điên loạn về lĩnh vực hạt nhân thế giới và bôi nhọ Trung Quốc. EW tối tân Nga xuất hiện sát biên giới Afghanistan. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của tin Thế giới trưa ngày 5 tháng 11 của DKN TV. Thưa quý vị, AstraZeneca đã rút lại yêu cầu phê duyệt vaccine ở Thụy Sĩ vì cơ quan quản lý y tế của nước này yêu cầu hạn chế chỉ định cho những người từ 50 tuổi trở lên. Hãng dược phẩm Anh Thụy Điển cho biết, loại vaccine này thường được dung nạp tốt ở người lớn từ 18 tuổi trở lên. Nhưng một số quốc gia châu Âu khuyến cáo chỉ nên tiêm cho người lớn tuổi do nó có thể gây ra hiện tượng đông máu, theo AP. Bất chấp sự tin tưởng của AstraZeneca đối với vaccine, công ty cho biết họ đã quyết định không theo đuổi việc cấp phép tiếp thị cho vaccine COVID-19 của mình ở Thụy Sĩ. AstraZeneca lưu ý trong một tuyên bố rằng sự lựa chọn dựa trên yêu cầu hạn chế chỉ định cho những người từ 50 tuổi trở lên của cơ quan quản lý y tế Thụy Sĩ. Thưa quý vị, hàng trăm người Ukraine hôm thứ Tư đã tập hợp ở thành phố Kiev để biểu tình phản đối các hạn chế dịch COVID-19 và lệnh tiêm chủng bắt buộc. Ukraine quy định các giáo viên, các quan chức chính phủ và một số công nhân nhà nước phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 8 tháng 11, nếu không tiền lương của họ sẽ bị đình chỉ. Tuần trước, chính quyền Ukraine cũng yêu cầu những người đi máy bay, tàu hỏa và xe buýt đường dài cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hình ảnh cho thấy ngày 3 tháng 11, người dân tụ tập bên ngoài Quốc hội Ukraine để phản đối các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ. Nhiều người trong số đám đông biểu tình là người trẻ tuổi. Họ giơ cao các áp phích với các thông điệp như nói không với hộ chiếu COVID, hãy bảo vệ con trẻ của chúng ta. Quốc hội Ukraine hôm thứ Ba đã hình sự hóa việc sử dụng và sản xuất giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả, nâng mức án tù lên đến 3 năm hoặc phạt tiền khoảng $6,460 với những người vi phạm. Thưa quý vị, theo Bloomberg, hầu hết mọi cục than mà các thợ mỏ Hoa Kỳ sẽ đào lên khỏi mặt đất vào năm tới đều đã được bán hết vì giá khí đốt tự nhiên tăng cao đã thúc đẩy các công ty tiện ích tiêu thụ càng nhiều nhiên liệu hóa thạch. Peabody Energy Corp, nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ, có hợp đồng cung cấp hơn 90% than từ khu vực lưu vực sông Powder vào năm tới và tất cả nhiên liệu cho nhà máy điện từ các mỏ khác của Mỹ và Arch Resources, nhà khai thác lớn thứ hai, đã sắp xếp các thỏa thuận với các doanh nghiệp thu mua cho tất cả sản lượng năm sau từ lưu vực với mức giá trung bình cao hơn 20% so với giá giao ngay hiện tại. Nhu cầu về điện đang tăng cao khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch và mùa đông đang đến gần, khiến giá khí đốt tự nhiên tăng cao kỷ lục. Ngay cả khi các công ty khai thác than tăng sản lượng trong năm tới, các nhà sản xuất điện đang nhanh chóng ký hợp đồng bán ngay cho mỗi tấn mà họ có thể nhận được. Khi các nhà lãnh đạo toàn cầu hội tụ tại Glasgow cho một hội nghị quan trọng về khí hậu của Liên Hợp Quốc, các thỏa thuận cung cấp kéo dài này là bằng chứng thêm cho thấy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch sẽ mất một thời gian. Nó đã được bán hết khá nhiều. Giám đốc điều hành của Peabody, Jim Gregg, cho biết hôm thứ Năm, chúng tôi chỉ còn một phần nhỏ để bán cho năm 2022 và cho năm 2023. Giám đốc điều hành Paul Lang cho biết hôm thứ Ba rằng họ chỉ còn lại một lượng nhỏ than để bán cho nửa cuối năm sau. Alliance Resource Partners LP, một công ty khai thác than đang trên đà xuất xưởng khoảng 32 triệu tấn than trong năm nay, đã chốt các hợp đồng với giá 30 triệu tấn vào năm tới và gần 16 triệu tấn vào năm 2023. Thách thức của chúng tôi ở Mỹ là hầu hết các nhà sản xuất đều đã bán hết. Giám đốc điều hành Joe Kraft cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11, 4 ngày trước phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, cư dân mạng đã quay một đoạn video tiết lộ tại tuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh số 19, một vụ tai nạn sập hầm xảy ra gần ga Hữu An Môn và con đường bên cạnh đã bị chặn. Cư dân mạng nói đùa rằng liệu điều này có cho thấy phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 cũng sẽ gặp nguy hiểm và liệu một sự sụp đổ sẽ xảy ra. Theo báo chí Đại Lục, hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11. Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trùng với thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 sẽ đối mặt với sự thay đổi lớn trong các nhân sự cấp cao và ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách tái tranh cử. Vì vậy, hội nghị lần này cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Tháng 3 năm 2018, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp, xóa quy định Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước không được tái cử quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, dọn đường cho ông Tập Cận Bình cầm quyền vô thời hạn. Trong bối cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khai mạc, dịch bệnh ở Bắc Kinh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày 3 tháng 11, 4 trường hợp mới được xác nhận đã được báo cáo. Vào tối ngày 1 tháng 11, Cai Quy, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã đích thân chủ trì cuộc họp phòng chống dịch ở Bắc Kinh để ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 gần đây tại nhiều quận khác nhau của Bắc Kinh. Vào ngày 4 tháng 11, một cư dân mạng đã quay video tiết lộ rằng một vụ sập hầm xảy ra gần ga Hữu An Môn của tuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh số 19 và các con đường xung quanh đã bị phong tỏa. Cư dân mạng nói đùa rằng điều này không mang lại điểm báo tốt cho hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 sắp tới. Đoạn video cho thấy một vụ sập hầm xảy ra gần ga Hữu An Môn trên tuyến số 19 tàu điện ngầm Bắc Kinh. Một khu vực rộng lớn xung quanh nó đã được cảnh sát phong tỏa và nhiều người đang đứng xem bên ngoài. Có thông tin cho rằng tuyến tàu điện ngầm số 19 của Bắc Kinh sẽ được thông xe trước cuối năm nay. Liệu tai nạn này có ảnh hưởng đến thời gian mở cửa, dự kiến khánh thành hay không? Nhưng cư dân mạng không mấy lạc quan về điều này. Thưa quý vị, chính phủ Ý đã tạm dừng 3 dự án đầu tư của Trung Quốc trong năm nay và công khai tuyên bố ủng hộ Đài Loan. Động thái này được coi là chấm dứt lập trường thân Trung Quốc trước đó. Theo truyền thông Đài Loan, Thời báo Tự do, sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi nhậm chức, sự xâm nhập trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Ý rất khó duy trì. Năm nay, chính phủ Ý đã bác bỏ kế hoạch của tập đoàn FAW của Trung Quốc mua lại nhà sản xuất xe tải Iveco của Ý, đồng thời cấm các công ty thâm quyến mua 70% vốn đầu tư vào công ty bán dẫn LPE của nước này. Gần đây, giới thạo tin được biết, chính phủ Ý đã một lần nữa sử dụng các quy định đặc quyền được gọi là quyền lực vàng để ngăn chặn kế hoạch mua lại các nhà sản xuất hạt giống rau của Ý của công ty Trung Quốc Syngenta. Trong khi từ chối nguồn vốn của Trung Quốc, chính phủ Ý đã công khai ủng hộ Đài Loan. Trong hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Di Maio đã thảo luận về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với eo biển Đài Loan trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và kêu gọi chính quyền Bắc Kinh không kích động xung đột trong khu vực. Thủ tướng Ý Draghi đã nói chuyện với Vương Nghị trong cuộc hội đàm về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, cũng như các chủ đề như an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 2019, chính phủ cũ của Ý đã ký thỏa thuận một vành đai một con đường với chính quyền Trung Quốc, trở thành quốc gia thành viên lớn duy nhất của EU ký thỏa thuận với Trung Quốc. Cách tiếp cận này đã làm dấy lên mối lo ngại của mọi tầng lớp xã hội về sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Ý. Nhiều bên đã cảnh báo rằng chính sách một vành đai, một con đường của Trung Quốc đã gây ra các mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Sau 2 năm, chính phủ mới đã thay đổi lập trường thân Trung Quốc trước đây và chuyển sang hợp tác nhiều hơn với các nước thành viên EU. Thưa quý vị, một quan chức Trung Quốc đã trả lời báo cáo mới nhất của Ngũ Giác Đài về sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong các bình luận được chia sẻ với Newsweek cho rằng chính Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc, đang đưa thế giới đến gần hơn với chiến tranh hạt nhân. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về sự phát triển, quân sự và an ninh có sự tham gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm một loạt các đánh giá về Trung Quốc và quân đội giải phóng nhân dân của họ, lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới và là đối thủ quân sự hàng đầu của Mỹ. Trong số những phát hiện đáng chú ý hơn là nhận xét rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh việc mở rộng quy mô lớn các lực lượng hạt nhân của mình mà họ đang tìm cách hiện đại hóa và đa dạng hóa. Báo cáo lưu ý, số lượng đầu đạn hiện tại của Trung Quốc được cho là ở mức thấp hơn 200, nhưng tuyên bố rằng con số này dự kiến sẽ tăng lên. Báo cáo cũng đề cập đến các nền tảng chiến lược trên bộ, trên không và trên biển mà Trung Quốc đang phát triển. Báo cáo cho biết, tốc độ mở rộng hạt nhân ngày càng nhanh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể cho phép nước này có tới 700 đầu đạn hạt nhân có thể chuyển ra vào năm 2027. Trung Quốc có thể dự định có ít nhất 1.000 đầu đạn vào năm 2030, vượt quá tốc độ và kích thước mà Bộ Quốc phòng dự kiến vào năm 2020. Báo cáo cho biết thêm rằng số lượng đầu đạn trên các ICBM trên bộ của Trung Quốc có khả năng đe dọa Hoa Kỳ, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 200 trong 5 năm tới. Đáp lại báo cáo này, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã đưa ra một mô tả khác về sức mạnh chiến lược của quốc gia mình. Người phát ngôn nói với Newsweek rằng, Trung Quốc luôn tuân thủ chiến lược hạt nhân tự vệ của mình. Trung Quốc tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời cam kết dứt khoát không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia không sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hình thức chạy đua vũ trang hạt nhân nào, cũng như chưa từng triển khai vũ khí hạt nhân ra nước ngoài. Người phát ngôn lập luận rằng,
kho vũ khí lớn hơn rất nhiều của Mỹ được cho là chứa khoảng 5.550 đầu đạn. Người phát ngôn cho biết, như chúng ta đều biết, Hoa Kỳ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Mỹ đã không chỉ vi phạm sự đồng thuận quốc tế và từ chối thực hiện trách nhiệm ưu tiên đặc biệt của mình về giải trừ hạt nhân, mà còn cố tình từ chối và rút khỏi giải trừ hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh, ngân sách quân sự của Mỹ vẫn cao hơn của Trung Quốc, cho rằng Washington đã chi hàng nghìn tỷ đô la Mỹ để nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân và mở rộng phạm vi các cuộc tấn công hạt nhân, do đó làm suy yếu nghiêm trọng an ninh và ổn định chiến lược toàn cầu. Thế giới sẽ quyết định xem ai đang làm điên loạn hạt nhân, người phát ngôn nói. Bằng cách bôi nhọ Trung Quốc và chơi trò lừa đảo của kẻ trộm kêu gọi ngăn chặn tên trộm, Mỹ chỉ có thể tự làm hài lòng mình và lừa dối thế giới. Thưa quý vị, Nga cùng nhóm lực lượng phản ứng nhanh tập thể CRAF của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã hoàn thành cuộc tập trận lớn sát biên giới Afghanistan. Cuộc tập trận tương tác 2021 được tổ chức tại thao trường Kharp Maidan từ ngày 18 đến 23 tháng 10 với sự tham gia của các lực lượng Nga, Tajikistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và một nhóm tác chiến Armenia. Kịch bản của cuộc tập trận là phát hiện và tiêu diệt một đoàn xe của lực lượng vũ trang bất hợp pháp vượt biên giới với Afghanistan, tiến sâu vào miền nam Tajikistan. Trong quá trình tác chiến thực tế, có sử dụng hỏa lực mạnh của pháo nhiệt áp. Cuộc diễn tập cũng lần đầu tiên sử dụng các khí tài mới như máy bay không người lái UAV Opland 10, Aileron 3, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại Boris Golets 2 của Nga. Bộ Quốc phòng Nga và Tajikistan cho biết các cuộc tập trận của CSTO được thực hiện với hơn 5.000 binh sĩ, quá nửa trong số này là binh sĩ Nga. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày diễn ra sau một loạt cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn ở vùng lân cận biên giới Afghanistan với Nga và các nước Trung Á hồi tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Nga quan ngại về khả năng các tay súng Hồi giáo cực đoan xâm nhập các nước Trung Á. Moscow có một căn cứ quân sự ở Tajikistan và nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ Dushan trong bất kỳ trường hợp xâm nhập biên giới nào. Không giống như các nước láng giềng phía Bắc khác của Afghanistan, những nước thực tế thừa nhận sự lãnh đạo của Taliban và bắt đầu xây dựng quan hệ làm việc với chính quyền mới ở Kabul, Tajikistan vẫn từ chối công nhận tổ chức này và có thông tin về việc gia tăng quân số trên cả hai phía biên giới. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.